Xin chào các bạn đã bao giờ nhìn thấy cây gỗ hoàng đàn 4 tuổi chưa? Xem là nó cao đến mức độ nào? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn xem một cây gỗ hoàng đàn tôi đã trồng được 4 tuổi nhé. Hãy đi theo. Đây là cây hoàng đàn Lạng Sơn mà gia đình tôi đã trồng được 4 năm rồi. Và 4 năm trước thì khi mà mang về đây thì nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái này thôi. Nhưng bây giờ các bạn nhìn thấy là cây gỗ hoàng đàn này nó đã cao được hơn 2 mét. Sau 4 năm thì cây gốc hoàng đàn này nó đã to được gần bằng cổ tay rồi. Có nghĩa là sau 4 năm nó phát triển tương đối là chậm. Chính vì như thế cho nên là cây hoàng đàn nó phát triển chậm, nó sẽ tích được nhiều dầu. Và cây hoàng đàn này càng có nhiều dầu thì nó càng đem lại giá trị kinh tế và càng khẳng định được cái chất gỗ rất là đẹp. Và ở độ tầm tuổi 4 tuổi như này thì chúng ta sẽ cần phải phát đi một vài những cái cành ở bên dưới để cho nó phát triển cao hơn. Và các bạn có tò mò muốn biết là cái mùi thơm của gỗ này đến mức độ nào không? Hãy cùng xem clip sau để xem mùi thơm nhé.